Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trong câu chuyện văn học nghệ thuật cuối tuần hôm nay, như thường lệ, có sự hiện diện của Nguyên Doanh. Xin mời chú gửi lời chào khán giả. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nguyên Doanh xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 ở Orange County, 16.8 trên SOG và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới. Và anh Dương Đại Hải và Nguyên Doanh xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng và quý mến nhất. Xin cảm ơn chú và kính chào quý vị. Chúng tôi đã thưa với quý vị nhiều lần, anh em chúng tôi là làm việc bằng tâm hồn, bằng cái đáy lòng của mình. Và chúng tôi đã được khán giả hiểu và thương rất nhiều. Nhiều người đã đến gặp chú Nguyên Doanh, cảm ơn là anh em chúng tôi đã có những câu chuyện văn học nghệ thuật. Tôi xin hầu quý vị câu chuyện của một khán giả gửi email cho tôi. Kính thưa giáo sư Dương Đại Hải, chương trình bình luận và câu chuyện văn học cuối tuần của ông, của quý vị và ông Nguyên Doanh rất là tuyệt vời, đã đi vào lòng người. Và chúng tôi đã sống lại những hình ảnh ngày xưa qua lịch sử Việt Nam, văn học, chính trị và nghệ thuật. Và cái sự hiểu biết của quý vị đã làm cho chúng tôi thấm lòng và cảm thấy ấm lòng nơi đời sống lưu vong nơi hải ngoại. Ước mong chúng tôi có dịp về Cali, chúng tôi sẽ đến thăm quý vị. Đây là một khán giả giấu tên ở tiểu bang Florida, thưa chú. Và Nguyễn Danh cũng với anh Dương Đại Hải xin cảm ơn một quý vị ở Florida đã có những cái lời chia sẻ rất là tâm tình đến với anh em chúng tôi. Và qua những cái ngưỡng mộ của quý vị, đã anh em chúng tôi sẽ mỗi ngày mỗi làm những chương trình hay hơn để phục vụ quý vị. Và cũng tiện đây em cũng thưa chuyện với anh luôn. Là cũng cách ngày đây hôm qua thôi. Thì tại vì đài truyền hình VBS thì có một cái home shopping với là cha có những cái chương trình mà để phục vụ các cha già hưu trí ở Việt Nam đó. Thì có quý vị đến thì em thấy cũng vô tình thôi. Thì em ở trong phòng làm việc em đi ra thì bà cô đó, bà gọi chú Nguyên Doanh, tôi cho tôi gửi lời thăm giáo sư Dương Đại Hải. Thì lúc đó anh vừa mới làm cái bình luận xong anh đi về đó. Vâng, thì có gì không ạ? Thì để cháu gửi lời thăm lại cho giáo sư Dương Đại Hải. Thì ông nói là tôi rất là trân trọng cái chương trình câu chuyện văn học cuối tuần mà giáo sư Dương Đại Hải và anh làm, tôi rất là thích. Tuần nào tôi cũng phải nhắm tôi coi cho được, nếu mà tôi bị miss cái 7 giờ sáng thì tôi lại coi là 7 giờ chiều. Mà lớn tuổi rồi. Cái mà không những là tôi coi mà cả nhà tôi cũng coi luôn, đôi khi thỉnh thoảng các cháu nó cũng coi nữa. Nó là cảm ơn cô và cho giáo sư Đại và Nguyên Doanh được thành thật cảm ơn và gia đình đã chiếu cố đến cái chương trình văn học cuối tuần, thưa anh. Vâng, quý vị đã thấy không, anh em chúng tôi có một cái sung sướng có lẽ ở đây không ai có đâu, là đồng bào thương mà thương đến cách đứt ruột. Quý vị có thể ngờ tôi đi chợ với một người bạn mà tôi đứng ở sau tôi nói chuyện, thế mà có mấy bà mấy ông đứng trước quay lại bảo giáo sư. Ủa sao quý vị biết? Cái giọng của ông tôi không thể nào quên được. Nó đến như vậy, họ thương yêu đến như thế. Cho nên chú Doanh cũng vậy, gặp một vị khán giả đến để mà ủng hộ các cha hưu trí, chương trình của Linh Mục Tổng Giám Đốc, để giúp cho các cha hưu trí ở Việt Nam. Mà còn nói thẳng là chúng tôi rất quý và thích cái chương trình của ông Nguyên Doanh với lại của giáo sư. Nếu buổi sáng chúng tôi không mở được thì chúng tôi mở buổi tối. Cho nên đó là một cái điều mà thật, thưa với quý vị, ở cái tuổi sắp ra đi, Dương Đại Hải rất ấm lòng và mũi lòng là như thế, thưa chú. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, để trở lại với cái chương trình thì hôm nay giáo sư Dương Đại Hải và Nguyên Doanh sẽ gửi đến quý vị cái huyền thoại của nhạc sĩ Văn Phụng. Thì kính thưa quý vị, nhạc sĩ Văn Phụng tên thật đó là Nguyễn Văn Phụng, ông sinh năm 1930 tại Hà Nội, cùng tuổi với một người bạn thân của ông là nhạc sĩ Nhật Bằng. Vâng. Nhạc sĩ Nhật Bằng cũng nhiều bài hát rất nổi tiếng đó, thưa anh. Vâng. Vâng. Cũng đã qua đời vào năm 2004. Ông là anh trai cả trong gia đình, có hai người em và một bà chị. Một người em ở tiểu bang Iowa, một người còn ở Việt Nam, còn người chị của ông đã qua đời từ lâu. Hồi nhỏ ông theo học ở trong trường Louis Pasteur và lớn lên theo học trường Albert Sarro, một cái trường nổi tiếng. Tất cả những cái người mà nhạc sĩ hoặc là nhà thơ mà những cái người cận đại sau này anh em mình đã giới thiệu toàn học xuất thân từ cái trường này. Albert Sarro luôn. Dạ vâng. Ông học rất giỏi, do đó đã đậu tú tài hai Pháp từ khi mới có 16 tuổi. Quá hay. Quá, ông phải nói quá giỏi cái thời kỳ đó. Em đậu tú tài mà mới năm tới 18, 19 tuổi mới đậu. Đúng rồi, 16 tuổi là 16 tuổi đậu rồi. Vâng. Văn Phụng tỏ ra say mê âm nhạc từ khi còn nhỏ và sau đó may mắn nhận được sự hướng dẫn của hai nữ giáo sư dương cầm nổi danh là bà Perrier và bà Vượng, nên mới lên 15 tuổi ông đã đoạt giải nhất
về piano với nhạc phẩm La Prière d'une Vierge trong một cuộc thi dương cầm tại nhà hát lớn Hà Nội. Vâng. 16 tuổi mà wow, hay. Thành đồng anh phải không? Vâng. Thế là một thành đồng. Đến năm 1946 ông tản cư về vùng chợ Cồn Nam Định và ở trọ trong nhà thờ Tứ Trùng. Tại đây ông được cha xứ Mai Xuân Đỉnh chỉ dẫn thêm về giáo lý và nhạc lý, và ông đã theo đạo Công giáo từ đó thưa anh. Vâng. Đó. Ông chịu ý để theo học và bố mẹ thì thích ông học ngành y khoa. Vâng. Thì ông cũng chiều bố mẹ thì ông cũng đi học thôi, nhưng mà ông vô đó mới có 5 tuổi thì là bỏ. Ông bỏ không có học tại vì tất cả ca hát đam mê quá đi. Vâng. Và qua năm 1948 đó thưa anh thì ông về Hà Nội và thời kỳ tổng động viên thì ông đã gia nhập vào ban quân nhạc đệ 8 quân khu. Lúc đó thì chưa có phân ranh giữa là cộng đúng sản rồi. Rồi. Mà còn Đông Dương. Dạ vâng đó. Và ở đây thì ông đã học hỏi thêm về hòa âm và trở thành nhạc sĩ hòa âm dàn nhạc đại hòa tấu đầu tiên của Việt Nam. Hay quá. Ông quá giỏi anh. Vâng. Và năm 1948 cũng là năm đánh dấu ông cho ra đời nhạc phẩm đầu tay của mình là Omeli. Và để không quý vị chờ đợi, anh Dương Đại Hải sẽ diễn tả bài Omeli, mà bài đầu tay của ông nhạc sĩ Văn Phúc thưa anh. Em vâng, xin cảm ơn Chúa và kính thưa quý vị. Ai trong chúng ta ở lứa tuổi 80-90 không thể nào không biết đến nhạc phẩm Omeli. Một nhạc phẩm đã làm cho ban hợp ca Thăng Long với Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái Thanh, Thái Hằng nổi tiếng là nhờ bản Omeli. Mà cái Omeli này với một cái lứa tuổi lúc giờ ông ta mới có 16-17 tuổi. Vâng. Mà ông ta đã sáng tác một bản nhạc quá hay, mang âm hưởng của nhạc phẩm, của điệu của Tây Phương. Cái lời, ngôn từ tuyệt vời. Tôi xin đọc học quý vị. Omeli, Meli, Omeli, Meli đời ta. Omeli đời sống với cây đàn, tính tình tang, dạo phím rồi ca vang. Chiều êm nhìn phía xa mây vàng, dục lòng ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đến cái giọng bây giờ thì quý vị thấy rằng nhạc của ông Văn Phụng là một cái dòng nhạc của những người yêu đời, một con người lạc quan. Mà nếu những người đã từng theo dõi Văn Phụng cho đến ngày ông qua đời, chúng ta đều phải công nhận Văn Phụng là một con người tin tưởng vào định mệnh và tin tưởng vào bàn tay thiêng liêng của Thượng Đế. Cho nên cái âm hưởng về nhạc của ông ta làm cho chúng ta thoát tục, làm chúng ta quên hết tất cả những cái gánh lo âu của cuộc đời. Cho nên giống như bản cuốn sách gọi là Quảng Gánh Lo Đi là như thế. Gió sớm đã về cùng tiếng hát tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời. Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời, người ơi đàn đi. Omeli, Meli, Omeli, Meli đời ta. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng, có tiếng hát chồng từ đám lúa lướt về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang. Ông đã nhân cách hóa được cái tiếng đàn, nó vui với cả người dùng và nó sướng với tất cả những tâm trạng của người mà đang thưởng thức về thiên nhiên. Omeli tơ duyên, Omeli khúc ca triền miên. Omeli đời sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh. Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ, dàn hoa vàng tựa sóng xô đến bờ. Đường về thôn em bé vui câu ca, dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta gieo khúc ca chơi vơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. Cho nên cả một cái bản nhạc nó thoát ra một cái nét yêu đời, lạc quan của tuổi trẻ đang sung sướng bước vào đời, cũng là đồng cái lứa tuổi 16-17 của Văn Phụng đã nhập thế là thưa quý vị và thưa chú. Vâng, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, chắc là quý vị chúng ta trước năm 1975 và ngay cả bây giờ nữa, mà khi mà tất cả những cái trung tâm ban nhạc hoặc là những cái show mà về nhạc đó mà cái làm cái intro mà Omeli là vâng. Tự nhiên thấy là mình chưa nghe hết cái chương trình nhưng mà mình đã thấy là cái cuộc sống mình nó rất là thoải mái rồi thưa anh. Và kính thưa quý vị thì anh Dương Đại Hải vừa mới trình bày đến quý vị bài Omeli. Và ông nhạc sĩ Văn Phụng ông mất ngày 17 tháng 12 năm 1999 tại Hoa Kỳ. Vâng. Và thưa với anh, cho đến khi nhắm mắt xuôi thì dọc theo xuyên suốt theo cái dòng thời gian mà để sáng tác nhạc đó thì ông đã sáng tác những cái bài nổi tiếng ngoài Omeli ra, phải đến là Các Anh Đi. Vâng. Cũng hay, bài đó rất là quá hay. Dạ. Rồi viết năm 1952 Trăng Sáng Vườn Chè đó. Rồi Tiếng Hát Với Cung Đàn, Tiếng Dương Cầm
mà ta vui ca vang, bài ta cu ca vang là nối tiếp bài Omelie anh, nó rất là những cái thể điệu Basidop anh, nó làm cho mình hào hứng lắm thưa anh. Vâng. Đó, và yêu là mơ và tôi đi giữa hoàng hôn anh, mà cái bài này quá hay luôn. Và có một cái nhạc phẩm nữa là nhạc phẩm Yêu. Đó, kính thưa quý vị, chút xíu nữa đây anh Dương Đại Hải và Nguyên Doanh sẽ chia sẻ cái Yêu của ông Văn Phụng và cái Yêu của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thưa anh. Vâng. Đó. Và đến cái Yêu của Y Vân. Vâng, cái Yêu của Y Vân và nữa. Và những cái đoạn nhạc lạ lùng của những cái nhân tài của đất nước mình. Dạ vâng, đó. Và ngoài ra đó thì còn phải kể là tiếng hát cung đàn, ghé bến Sài Gòn, bức họa đồng quê, nhớ bến Đà Giang, xuân họp mặt vân vân, trăng xuân cước. Nhưng mà thưa với anh và thưa với quý vị, đặc biệt nhất là ông đã sáng tác nhạc phẩm Suối Tấp do Thi Vân viết lời để tặng riêng cho vợ ông là nhạc sĩ Châu Hà. Và chút xíu nữa đây trong phần 2, anh em chúng tôi sẽ mổ xẻ tất cả những cái bí mật của nhạc sĩ Văn Phụng đến cùng với quý vị. Và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, anh Dương Đại Hải và Nguyễn Doanh sẽ trở lại với chương trình. Xin cảm ơn quý vị.